Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin cập nhật đến với mọi người lịch cập nhật và là xử lý hồ sơ tại NVC đến ngày 24 tháng 8 năm 2020. Hàng tuần, NVC sẽ có thông báo ra lịch cấp case number và invoice ID number cho các hồ sơ mới, xét hồ sơ 6 bước NVC và trả lời thư Ask NVC. Xin mời mọi người cùng theo dõi video clip này. Theo bản cập nhật mới của NVC, tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2020, NVC cấp case number và invoice ID number cho những hồ sơ NVC nhận được từ sở di trú gửi qua các hồ sơ đã được chấp thuận đến ngày 13 tháng 8 năm 2020. So với tuần trước, thì lịch này tăng 9 ngày. Lịch này áp dụng chung cho tất cả các diện từ diện F1 cho đến diện JR và IR và diện K. Thời gian thông thường để NVC nhận được thư từ sở di trú USCIS là từ 30 cho đến 45 ngày. Và tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2020, NVC đang xét hồ sơ nộp đủ 6 bước các giấy tờ cho NVC đến ngày 11 tháng 6 năm 2020, tăng 2 ngày so với tuần trước. Hiện tại NVC cũng đang ưu tiên xét hồ sơ 6 bước cho các diện CR1, IR1, CR2, IR2 và K1. Các diện này không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh của Tổng thống ngừng cấp visa cho đến ngày 31 tháng 12, nên NVC đang ưu tiên cho các diện này để các diện này phỏng vấn trước. Hồ sơ giấy tờ để nộp 6 bước NVC như là điền đơn DF-260, nộp các bộ bảo trợ tài chính của người bảo lãnh và các giấy tờ dân sự của người được bảo lãnh. Và tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2020, NVC đang trả lời các đơn Ask NVC mà cô chú và các anh chị gửi để hỏi thăm hồ sơ, tình trạng hồ sơ đến ngày 18 tháng 8 năm 2020. So với tuần trước, trả lời đơn Ask NVC tăng 9 ngày. Gần đây, NVC trả lời đơn Ask NVC khá nhanh so với lúc trước, từ khoảng 2 cho đến 4 tuần NVC mới trả lời. Đây là mẫu form Ask NVC. Thông qua mẫu form này, cô chú và các anh chị có thể gửi cho NVC để hỏi xin case number và invoice ID number nếu như hồ sơ chưa có thông tin này. Và để cập nhật địa chỉ mới của người bảo lãnh nếu như hồ sơ đã chuyển qua NVC và người bảo lãnh đã đổi địa chỉ nhà mới. Qua đơn Ask NVC này thì cô chú và các anh chị cũng có thể hỏi thăm tình trạng mở của hồ sơ nếu như ngày ưu tiên mở hồ sơ đã đáo hạn với ngày ưu tiên của hồ sơ. Lịch cập nhật và xử lý hồ sơ tại NVC sẽ được Điệp cập nhật hàng tuần vào ngày thứ hai cho tất cả các cô chú và các anh chị theo dõi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.